Xin chào các bác. Sáng sớm ba anh em đi bắt con lợn để thịt, tí để lên suối để anh em liên hoan. Hai thằng đang đi ngắm cánh đồng tí. Dê đây. Đi qua đây thấy con đàn dê ở đây nhiều lắm nhá. Nhân nuôi à? Thế nên làm công trình gì ở đâu? Làm gì? Kìa. Mùa này thì đang cấy các bạn. Tóm luôn à? Thế không xách cầu cầm bu vào. Trường tài gì? Hơn gà tí. Con mèo tí mà không bắt được. Con dế bắt hơn mèo. Bắt mà, nó chạy mà. Bắt đi. Bắt được đâu, nó cắn mà phát là xong đấy. Cứ phải dọa ông ấy. Dọc lên, dọc lên, dọc lên. Dọc lên, dọc lên, dọc lên. Dọc anh em thịt đấy nhá. Cảnh này mình xin phép là không quay các bác nhé. Xin chào các bác. Hôm nay giới thiệu các bác một cái món mà từ trước giờ anh em tôi cũng chưa làm bao giờ, chưa có ý là chưa quay ấy. Hôm nay thì quay một con lợn. Con lợn bản các bác nhá, con lợn đen luôn đấy. Con lợn này thì ở nhà thì anh em tôi làm sạch sẽ rồi, bây giờ chỉ lên đây thì quay thôi. Đây phải có một ông nhá các bác nhá. À, được. Lợn quay phải có một ông. Hay chay mấy ông để phớt màu, đánh màu. Hôm nay thì có mấy gia đình đi suối các bác nhé. Bên này thì trẻ con đang tắm. Tài kia Thanh Yên. Hay có Ăn Tiên Hưng nhỉ? Vâng. Mọi người nữa, hôm nay đông nhau lắm. Hay phải đến làm ba mâm ấy kìa. Chưa? Có này làm cái gì không? Tôi chưa có nữa. Cái nhìn cái va này thì cứ làm cái vụ con lợn này mà mấy em giữ không nổi này. Cẩn thận xuyên qua người anh rồi nhá. Xoay xoay. Thế em đây. Ấn. Có lên một. Từ. Để tao lừa nó. Thấy không? Cứ thẳng lên là lên đấy mà. Từ. Không mất tay. Bố làm gì? Nó đang mất cái từ quấy thì đâu để cho nó cắm vào đằng đấy. Ôi. Đấy sao lại quấy lên
sao lại quay lên? Nhìn thấy chưa? Ôi, lên hàm rồi. Từ nhá, kéo vào tay đi nhá. Lượn lên cho nó mồm đi. Đây rồi. Mồm sắp được rồi. Tay nhá, cẩn thận nó lùa ra được tay, mình cần phải tay đi nhá. Tay móng đấy. Nó vào lưới rồi. Từ đã. Cứ nhá, nó cưới rồi. Cơ bản cái mồm nó đang bị cứng mà. Rạch thêm ra. Đây không rồi. Hả? Này phải cho 1-2. Ờ, phải loay hoay mãi mới xong các bác. À đâu, quả này thì chặt thế này để cho khi không phải xuyên ra. Thì nó đúng là cần thiết. Đấy, nhiên lại đạp nó lại. Ờ, chân nha, nhìn nhá. Đúng nhá. Con lợn đã xuyên quê xong các bạn nhé. Giờ là chuẩn bị cho lên bếp. Hàn cũng được rồi đấy. Bơi đi Yến. Bơi đi. Chống tay xuống. Lợn đã được cho lên bếp rồi các bạn nhé. Chắc khoảng tầm 2 tiếng mới ăn được các bạn. 2 tiếng. Chờ hơi lâu đấy. Có món lợn quay. Ơ chờ một cái để làm cái lòng chứ, cuốn lòng chứ. Ờ phải con chặt cái đó. Ờ bố bảo cầm cái mía đi cuốn cho quên mén đi nhỉ. Lên đấy nó dâm hơn, dâm lên chiều. Anh Nhiên thì đang làm cái thớt tí để chặt lợn. Tài thì gót xiên, nướng xúc xích. Còn hai đồng chí kia thì đang trông con lợn đấy. Hôm nay phải làm màu đẹp rồi nhá. Dạ. Này là chín rồi các bác nhá. Con lợn quay cả con là chín rồi. Thì màu nó không được đẹp nhưng mà ở suối này chỉ được thế đấy các bác. Vì nó thiếu thốn nhiều cái lắm. Là cứ mé đâu đúng rồi. Anh lên nhỉ, Trung Minh không chịu được nữa rồi. Số. Anh em ơi, bọn tôi sắp được chén rồi. Hiệp nữa ăn rồi. Bốc bả thế. Tài đang băm chẩn quá. Cái này không ăn được rồi. Hôm nay thì có hai két bia các bác nhé. Cố gắng là uống hết. Ok, vàng vàng kia là cái chai gì đấy?
Rượu hay nước đồ uống? Chuối, chuối mà. Chuối á? Nước uống khác, uống cái gì á, chuối á. Đánh đi các bác ơi. Chiến đấu đây. Nhìn chưa, xuống như các bác. Cả người cả điện thoại đấy là cả tảng luôn. Hôm nay thì không quay được nhiều nhỉ, dưới mày làm trên này không quay được nhiều. Tao. Miếng ngon thì không nghe, cứ về miếng đấy cơ. Anh báo phong à? Có chân dài không? Có. Có đưa tôi xe máy, cả ô tô lẫn xe máy. Này còn không ăn tay được. Biết sao làm mà không ăn tay được. Không ăn tay đâu. Ăn chân thì được chứ không ăn tay đâu. Thế mình lên thẳng đây luôn được. Ăn cái bốc ăn. Chuyển đồ lên, không ăn rồi. Không quay đầu được. Đấy, không quay được. Bên ngoài cái suối này to nó không quay đầu rồi. Nhưng mà con này đi vào đấy sạt gầm. Nó sạt gầm ấy. Xe này gầm. Gầm thấp mà. Sợ gầm thấp không? Cái nước hết rồi à? Đấy, mai em bảo mang thêm chai nước lọc đi. Đây ở đây còn mà. Nước lọc á? Con Trần mang cái kia rồi. Chai nước lọc còn mà. Còn mỗi nước lọc đấy. Tài đang gỡ cái bộ lòng cuốn ở trên cây cây rừng đấy, đứng để nướng. Đẹp nhờ, đều dài thế. Bốc phôi không? Các bác nhìn đẹp chưa? Đây là tôi quay cái cảnh mà từ trên nhìn xuống đẹp chưa? Này gồm nhiều món phết đấy các bạn. Món lợn nướng này, lòng nướng, xúc xích nướng. Dài đây nhỉ? Kia có xôi từ sáng, mấy bánh mì. Biến lùi mà bị cháy ấy chị. Các bác nhìn nhìn cái mâm của bọn tôi này. Tài bắt đầu nó chưa đều các miếng các chỗ này. Đấy. Cứ xa xa cả đằng này vì đằng này nó hơi xa rồi mọi người ngồi đây. Nữa, bây giờ lại khó luôn thế này nghe nó quá hê quá. Ăn như này mới sướng quá. Hoang dã. Nhìn cách chia và cách bày nó cũng thấy sướng rồi. Có dùng gỗ đi. Đi rừng nãy gọi bảo ông bảo đang vào rồi. Ông còn đang ăn cơm. À không nào anh nghe có mấy anh em nó chưa ăn cơm luôn. Mới mỏng vào anh. Đi ăn cơm trong nhà. Thì không lẽ tôi có thể giảm công. Hãy tranh như thế nào. Bảo ra sửa cái gì thì chắc là chắc là đang nào mà chả
Ô, bác chụp xong lên chưa? Em cứ lấy mấy cái lá đó. Tiến ơi. Bỏ, ở kia.